kỹ hình thành và phát triển. Hội nghị VFAP cùng với sự đồng hành của Bệnh viện Từ Dũ. Giờ đây chính là lúc chúng ta có thể nhìn lại khoảng thời gian đầy cảm xúc ấy. Hội nghị Việt Pháp Châu Á Thái Bình Dương lần thứ 23, một diễn đàn khoa học lớn để cho các bác sĩ sản phụ khoa trên thế giới và ở Việt Nam cùng trao đổi những kiến thức về khoa học, các kỹ thuật mới, các phương pháp điều trị mới, các phác đồ điều trị mới, nhìn ra xu hướng phát triển của ngành y tế ở trên thế giới và chúng ta sẽ đặt mục tiêu phát triển tiếp theo. Chúng ta hãy cùng hướng mắt về sân khấu để đón chờ giây phút khởi động cho hành trình mới đầy ý nghĩa này. Hội nghị sản phụ khoa Việt Pháp Châu Á Thái Bình Dương do Bệnh viện Từ Dũ tổ chức là diễn đàn y học với sự tham gia của hơn 73 báo cáo viên là các giáo sư, bác sĩ, chuyên gia thuộc Hội sản phụ khoa Việt Pháp Châu Á Thái Bình Dương, Hội y học bà mẹ và bào thai Châu Á Thái Bình Dương, Liên đoàn sản phụ khoa quốc tế, Bệnh viện Từ Dũ và một số bệnh viện khác, cùng với sự tham dự của hơn 2.700 đại biểu, trong đó có 400 đại biểu quốc tế, 2.300 đại biểu Việt Nam. Với những bài báo cáo về các vấn đề y học thực hành, những điểm nóng trong chăm sóc sức khỏe sinh sản phụ nữ. Đây là hội nghị được mong chờ của giới chuyên môn, hội nghị đánh dấu chặng đường dài của một diễn đàn y học quen thuộc mang tính quốc tế, gắn liền với những thành tựu nổi bật trong nghiên cứu, các tiến bộ trong việc chẩn đoán và ứng dụng các phương pháp điều trị hiện đại trong lĩnh vực sản phụ khoa, nhằm đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng đa dạng hơn của người dân, góp phần vào sự phát triển của ngành y tế. Chương trình hội nghị chính thức diễn ra trong 2 ngày, 17-18 tháng 8 năm 2023, với 10 phiên hội nghị, hơn 100 bài báo cáo liên quan đến nhiều quan điểm y học hiện đại, kỹ thuật mới và kinh nghiệm thực hành của các giáo sư, bác sĩ đầu ngành. Tiêu biểu như những tiến bộ mới trong siêu âm tiền sản giật phát hiện dị tật thai nhi sớm 11-14 tuần, cập nhật mới về sàng lọc trước sinh không xâm lấn NIPT, bước tiến mới trong can thiệp bào thai, tối ưu hóa quản lý sức khỏe cho đối tượng phụ nữ mãn kinh, quản lý ung thư trong sản phụ khoa, những thành tựu trong cấp cứu sản khoa nặng, cùng với nhiều đề tài hấp dẫn khác. Hội nghị đã diễn ra thành công tốt đẹp, mang đến cho quý y bác sĩ những kiến thức cũng như những quan điểm chẩn đoán và điều trị mới của nền y học sản phụ khoa trên thế giới, đồng thời tạo nên nguồn cảm hứng cho nghiên cứu trong tương lai. Đội ngũ Việt Pháp có kỹ năng tổ chức rất tuyệt vời. Tôi thực sự đánh giá cao vì không dễ dàng gì có thể kết hợp hai hội nghị lại với nhau. Tôi thực sự rất biết ơn về các bạn hợp tác để tổ chức ra hội nghị lần này. Tôi thực sự rất coi trọng tình bạn và sự hợp tác phát triển của chúng ta trong vài tháng qua. Tôi xin gửi lời chúc mừng đến hội nghị Việt Pháp cũng như đến sự hợp tác của chúng ta đã trở thành hiện thực.